chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất của trong ngày nhé. đối với nhiều người thì rõ ràng chó hay mèo chỉ đơn thuần là thú cưng được yêu chiều và đôi khi còn bắt nạt lại chủ nữa. Ít ai nghĩ rằng sẽ có ngày chính chúng cũng phải ra ngoài bươn trải để kiếm việc làm. Một chú chó thực sự đã trở thành nhân viên của một hãng xe danh tiếng nhờ vào cách xin việc đẹp trai không bằng trai mặt của mình đấy. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền những bức hình một chú chó được đeo thẻ tên ngồi rất nghiêm chỉnh ngay ngắn trong một showroom xe hơi danh tiếng tại Thái Lan khiến cho không ít người tò mò. Theo tin news, chú chó này chính là nhân viên của hãng xe đó được biết mỗi ngày chú chó màu nâu này đi đến trước cửa hàng của hãng xe và ngồi im như thế khi không ít người ra vào thoạt nhìn lầm tưởng rằng nó là một bức tượng trưng bày hay nghĩ rằng nó là chó nghiệp vụ được nuôi để làm bảo vệ cho showroom thế nhưng sự thật thì chẳng ai biết chú chó này từ đâu tới vì lý do gì khiến nó ngày nào cũng ngồi lì trước cửa như vậy ấy vậy mà không biết có phải nhận ra được tố chất gì của chú chó hay không hãng xe cuối cùng nhận luôn nó vào làm nhân viên chính thức được tự do sinh hoạt trong khuôn khổ showroom và nhất là có thẻ tên đeo trên cổ cực oai cùng với cái tên cực oách đó là taxon pride mấy chú chó phụ chủ bán tạp hóa chắc là cư dân mạng thấy không ít nhưng mà trở thành nhân viên xị xó như thế này thì chắc là lần đầu tiên chứng kiến nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của taxon không ít người bật cười thậm chí không quên so sánh với mấy boss an hại ở nhà mình có những cư dân mạng để lại vô số những bình luận như sau. Chó nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Nẹp trai không bằng trai mặt là có thật mọi người ơi. Lì ghê rồi cũng thuyết phục để thành nhân viên luôn. Đúng là nhân viên hãng xe lớn có khác, nhìn ra dáng hơn hẳn. Thân giữ của kiêm cây hút khách của showroom. Trước đó trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện chú chó trả ơn nuôi dưỡng, giúp chủ bán hàng suốt 3 năm. Nếu có dịp đến Trấn Dương Mai, huyện Đào Viên, Đài Loan, đi ngang qua con đường mới xây, bà sẽ thấy một chú chó màu trắng ngồi trong một quầy trái cây. Người dân cho biết chú chó được thực hiện nhiệm vụ này 3 năm nay. Khi khách đến, chú chó sủa vài tiếng để gọi chủ ra bán hàng. Chú chó tên Dada 5 tuổi. Lúc đầu quầy trái cây do người chủ và vợ trông coi, Dada chỉ nằm bên cạnh chơi. Sau đó cứ mỗi lần ông chủ vào trong nhà, Dada lại tự động ngồi lên vị trí của chủ. Mới đầu người chủ tưởng rằng Dada thích leo lên đó chơi, sau nhiều lần như vậy phát hiện thì ra Dada giúp ông trông quầy. Thế nhưng ông bắt đầu nhờ Dada trông coi, thế vậy mà đã hơn 3 năm. Người chủ nói mẹ của Dada bị viêm da rất nặng sau khi sinh Dada thì mất. Ông sợ chú chó chết yểu nên đem về nuôi dưỡng. Nhà ông có 5 người con nên đặt tên chú chó là Dada, nghĩa là rất nhiều. Các con của ông lớn lên đều lần lượt có công việc riêng, chỉ Dada vẫn ở bên cạnh ông bà. Họ coi Dada như đứa con thứ sáu của mình. Vợ của người chủ nói, Đà có tinh thần trách nhiệm cao. Chỉ cần vợ chồng không ở quầy, nó sẽ cố gắng nhảy lên vị trí trong quầy. Có khách đến lập tức sủa lên vài tiếng. Thậm chí, lúc có người cần tính tiền mà họ không thấy, chú chó sủa lên thu hút sự chú ý của họ. Không chỉ vậy, Đà rất biết chừng mực. Chỉ cần chủ ở đó, nó sẽ không nhảy lên vị trí của chủ mà an phận ở vị trí của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.